Hai, mình mẹ đơn thân lại xin chào mọi người nha. Đây, cả nhà hôm nay thấy mình làm gì không? Mọi người đừng cười mình nha, cả nhà đừng ném đá mình nha, cả nhà. Bả lại tiếp tục làm đẹp đó mọi người. Đó, hôm nay dùng từ là dùng từ mà khó nghe hơn chút xíu là dùng từ là bả cái xương làm nghé đó mọi người. Đây nè. Không phải đâu, nói đùa chứ hồi trước mình cái video trước mình cũng làm đẹp rồi. Thì mình lấy cái băng đô, chỉ đơn giản là mình lấy cái băng đô hay ha, với băng đô để làm mình áp vào cho tóc đó, mình định lên mình nhìn thấy ghê quá, nó hồng hồng hồng, nó màu hơi kem kem nhìn nó kỳ quá. Kỳ này bà cứ sừng làm ngén chút xíu nha mọi người, đừng cười mình nha. Nói chung mấy cái khâu này bỏ qua đi, quan trọng nhất là cái chỗ này mọi người. Hôm nay cả nhà theo mình làm mặt nạ để trị tàn nhang và tẩy tế bào chết nha mọi người. Tiếp tục cùng với vitamin đây này cả nhà mọi người, tiếp tục với cái vitamin B1 nha cả nhà. Mình không có quảng cáo vậy nha mọi người, hơn nữa cứ mình nhỏ xíu mà không ai thêm mình quảng cáo đâu nha cả nhà. Thì cái này mua ngoài tiệm thay nhóc luôn mọi người, chỉ có 5k. Hồi xưa có 3.000 một hộp như vậy thôi mọi người, bây giờ có cái 5.000 lên dữ chưa, giờ tới 5.000 mà đâu đó cũng một hộp nhỏ như vậy cũng nhiều lắm mọi người. Mình nghĩ chắc cũng phải cả trăm viên nha, mình nghĩ cũng cả trăm viên. Thì mỗi lần mình làm thì các bạn hãy xem mình nha, tiếp tục theo mình theo dõi cái video của mình nha mọi người. Đây là mật ong nha mọi người, đây cái chai này khi mình bỏ mật ong lên thì cái đít nó bị phù ra mọi người, thì mình không có để đứng được tự nhiên. Đây thì cũng tiếp 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 tục mặt nạ lần trước thì mình cũng lấy 5 viên, nhưng lần này mình lấy 4 viên thôi, tự nhiên mình làm mặt của mình lấy 4 viên thôi nha mọi người, chỉ 4 viên như này nha. Nhưng này lần này là bà thông minh hơn lần trước mọi người, cho nên bà đã cài ra rồi đó, đó. Bà cài ra, cài ra sẵn nha mọi người cho nó dễ tan nha. Mình cài chỉ 4 viên thôi nha. Đây, vitamin B1 có tác dụng thần kỳ. Tiếp là mình lấy mật ong nha mọi người. Đây mật ong, trong video này mình không quảng cáo bất cứ một thứ gì nha mọi người. Kênh mình còn nhỏ lắm, mình không phải quảng cáo, không ai mà rảnh rỗi mướn mình quảng cáo đâu nha mọi người. Có lẽ mà này nó lớn lên rồi thì mình cũng nói một câu là cái kênh mình lớn lên chứ lộn, hơn nó hơn đó mọi người. Mà đang mơ đó. Thì con người ta làm việc gì cũng phải mơ mộng hết mọi người ha, phải mơ cái kênh mình nó lớn lên chút xíu. Đây mình bỏ 2 muỗng thôi mọi người, 2 muỗng ong đủ cho ta đó. Video của mình là thực tế nha, mình không có màu mè nha mọi người. Đây, mật ong nguyên chất. Đây các bạn, các bạn có thể cho thêm một xíu nước ấm nữa là ok nha. Nước như vậy không thì nó hơi kẹo nha mọi người. Mình thì mình thích một xíu nước ấm nữa. Tại sau khi mình cho một xíu nước ấm vô là nó chỉ thành một cái dung dịch nhỏ nhỏ xíu như vậy, sệt nhẹ vậy thôi nha cả nhà. Bây giờ thì mình có thể bôi được nha cho tan nha mọi người. Mình thấy các bạn nào muốn tẩy nữa thì có thể cho xíu chanh hoặc là sữa chua vô nữa cũng ok nha cả nhà. Nhưng mà mình thấy tẩy nhiều quá cũng không ok lắm. Như đó với mình thì mình không cần, mình cũng có chanh nhưng mà mỏng là tẩy lắm rồi nha mọi người. Mình không cho chanh nữa nha. Chỉ như vậy thôi. Bây giờ là đắp lên. Hai mọi người, sau khi mình đã làm xong hỗn hợp rồi cả nhà, trời ơi mới mốt mình đầu tư cái chén trong trong dễ thương nữa hay mọi người ha, không thấy luôn mọi người nè, cả nhà không thấy luôn. Thì nãy mình có quay ra cho mọi người xem mà bây giờ cả nhà không thấy đâu. Hai mật ong gồm mật ong và 4 viên vitamin B1 nha mọi người, mình đánh tan ngay với cùng một tí xíu nước ấm nữa là ok ha. Mình không có nước ấm mật ong không thì nói chung là mật ong không thì nó kẹo lắm, cả nhà massage không được đâu. Tiếp tục nha mọi người, đây tiếp tục. Mình thực tế lắm, mình không có màu mè nha mọi người. Mình thấy những cái bạn nào mà YouTuber làm mấy kênh lớn lớn thì người ta cũng bông hoa lá hẹ rồi ha, để bỏ lấy cái bông rồi mình chậm 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 cho đỡ tốn. Chụp cái mũ không đây tiếp tục nha mọi người, mấy này cảm quá mọi người ơi, cảm quá lại không có làm video. Mình cứ lay nhóc mình đi học, mình cứ lay nhóc mình hoài. Đây là lại tiếp tục thoa lên mặt nha mọi người. Mật ong thì có tác dụng trị tàn nhang luôn mọi người. Mật ong nó có nhiều tác dụng lắm. Nói chung là nó vừa thảy tế bào chết nè. Nó là siêu sạch luôn á. Cho nên các bạn không cần phải bỏ chanh vô nha. Tại vì mật ong nó đã là sắc cũng dữ lắm rồi đó mọi người. Các bạn đừng bỏ chanh vô nữa. Bạn nào thích bỏ chanh thì cứ bỏ chanh thêm miếng chanh nữa nha. Nhưng mà bỏ chanh thì tẩy mặt nhiều lắm, đi nắng nó cũng không tốt. Đây mình chỉ có duy nhất ba thứ nha, một miếng nước ấm nè, mình nhắc lại các bạn, một miếng nước ấm và 4 viên vitamin B1 nè, B1 nha, B1 nha mọi người. Vitamin B1 4 viên thôi, bạn nào thích thì có thể làm 5 viên.
bạn phải giã ra thiệt rồi nè, các bạn làm cho nó lẹ, các bạn để ngâm nước thì nó lâu chút, ngâm nước nó nở viên thuốc cho nó lâu chút. Lần này mình thông minh rồi đó mọi người, mình để cho nó mình giã ra mình làm ma đó. Kỳ này có dung dịch này, hồi trước mình làm 5 viên mà không có mật ong thì mình làm theo cái kiểu kia, không có mật ong. Kỳ này là có mật ong massage tha hồ luôn mọi người, kỳ này nó sẽ không dính đâu tại vì nó có độ trơn. Hồi trước chỉ là vitamin B1 cùng với vitamin C thì nó cũng ít dung dịch ha. Kỳ này có mật ong nữa, dung dịch nó dễ massage lắm. Nói chung là cái vitamin B1 này nó làm cho trắng da nha mọi người, làm cho mình trắng da. Mình thấy nhiều người ta làm tắm trắng đồ, dung dịch tắm trắng đồ, người ta cũng có cái này. Nói chung là mình cái này là mình chỉ làm cho mặt nha, mình không làm cho thân thể. À, bạn nào làm thân thể làm số lượng nhiều. Chị này dung dịch nhiều mọi người làm nhiều nhiều, làm cho thoải mái chút đó. Bắt đầu massage mọi người, massage nhẹ nhẹ nhẹ. Xong chị này các bạn nhìn ha, nhìn cái này đừng có cười bả nha, bả đừng nên bả cư xử làm ngé nha mọi người. Tao lo cho bả cư xử làm ngé bữa nha, tại vì mình dán tóc con lên cũng lợi ích là mọi người, dán tóc con lên nó mới không có tóc con này, mình massage mặt nó mới dễ dàng hơn ha. Này các bạn có thể làm luôn vùng cổ nha, đó. Có mình quên tháo con dây gan hồ nó dính từ lưu hộp dưa đó. Nói chung mà này siêu tẩy tế bào luôn đó mọi người. Nói về mặt nạ, làm mặt này thì có nhiều cách lắm, cái với cái vitamin B1 này và mật ong nó có nhiều thứ để mình pha trộn vô không nha mọi người, tùy theo mọi cách mọi người làm, tùy theo da các bạn nào đó. Bạn nào mà có thể muốn tư vấn gì da mặt thì thêm thì mình có thể comment ở bên dưới nha, để mình tư vấn thêm cho, hay là kết bạn Zalo với mình ha, để mình tư vấn thêm về mặt nạ làm đẹp nha. Nói chung mà mình cũng thường xuyên tư vấn cho các bạn nào mà ít làm đẹp á, cứ comment ở dưới mình sẽ trả lời ha. Đây mình cứ massage ra nha mọi người, massage ra nha, lại massage nha mọi người. Nay vừa trắng da, nói chung là về mật ong thì các bạn cũng biết rồi, mình nghĩ chắc nhiều bạn cũng biết tác dụng của nó rồi, nhưng mà mình nói lại cho các bạn biết là nó rất nhiều tác dụng luôn, nói về mật ong trị tàn nhang luôn đó mọi người. Thì vừa trị tàn nhang, vừa tẩy tế bào chết, siêu sạch da luôn. Mình làm cho khách thì mình cũng hay mình lấy mật ong nè, massage cho khách thì massage mặt không, mặt da siêu sạch luôn, da người ta massage thường xuyên nha. Cái chị mà thường xuyên á massage mặt hồi trước mình làm bên Tân Hương kìa, bây giờ thì mình ít có massage cho khách cái này rồi, bây giờ mình không giới thiệu khách, mình nhảy qua đây mình không có giới thiệu khách. Bên Tân Hương mình làm cho khách thì mình massage cái này nè, mật ong nhiều quá thì da người ta khác hẳn luôn, thấy đẹp hẳn nhiều luôn nha mọi người. Những người khách quen của mình cũng có trong trong Zalo của mình á, là chắc cũng biết mình nói thiệt á, siêu 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 hiệu quả luôn á. Có một chị tên Thảo, chị bên đó đó, chị massage da mặt chị cực kỳ đẹp, massage mặt ong nè, chỉ mặt ong không nha mọi người. Còn đây mình kết hợp với cái này thì trắng da đó. Kết hợp với vitamin B này thì trắng da nha mọi người, các cả nhà cứ massage ra nè, kéo ra nha, không cần lấy hết nguyên bàn tay đâu, một hai ba ngón tay thôi được rồi. Ngón tay nào cảm thấy lực nhiều trên tay mình đó thì mình cứ massage từ từ ha. Mình thì mình không có để nhiều nha mọi người, mình để chừng 5-10 phút là cao rồi, mình không có để nhiều nha. Cái này thì một tuần mình làm chừng 2 lần rồi được rồi mọi người đó. Mình có thể đổi mặt nạ mặt da khác nha, chứ mình không được không để nó ngày nào cũng tẩy cái này nha mọi người. Hay chừng một tuần làm chừng 2 lần đến 3 lần là ok ha.
mình hơi dưỡng cổ mình như là cái khuôn mặt của mình luôn nha mọi người, nó cũng là cái mặt tiền đó. Mình nhiều nhiều bạn mình thấy thấy nhất là khách của mình á, ít có giữ cổ nè, phải giữ cổ mình như khuôn mặt mình luôn, giống như khuôn mặt thứ hai của mình đấy. Cổ mà nếu mặt mình trắng phao cái cổ đen thui thì nó cũng không hợp với mọi người hết luôn. Mình đã chắc hết dung dịch đã vừa luôn, massage luôn đó cả nhà, massage massage. Nói chung là video này đáp nói về đáp bằng nè, nói về đáp bằng nè vitamin B1 và cùng với mật ong để chống tàn nhang nè, và tẩy tế bào chết luôn. Nói chung công dụng của nó cũng trắng da. Thì tới đây mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Mình hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn rất nhiều nha cả nhà. Bấm đăng ký kênh miễn phí, không tốn tiền, không tốn thứ gì đâu nha mọi người. Cũng không mắc mát gì nha mọi người. Mọi người thương mình bấm đăng ký một cái nha cả nhà. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều nha. Mình đợi chừng mấy phút nữa mình sẽ đi rửa ha. Mình ngồi massage tí xíu nữa ha. Bây giờ mình cũng dài rồi, mình xin bye bye nha.